tao thấy mày giữ tiền tao hơi lo à. Không còn giữ tiền giùm tao đâu. Mày giữ mồm giữ miệng mày á. Nghèo. Mỗi lần đóng tiền học chạy tiền thấy mẹ luôn. Cho phép chú được nhận con làm con nuôi. Ở đó ba tôi khó lắm. Bất đọc sách hoài à. Vậy thực ra là có muốn làm ở Dynasty hơn. Lâu rồi chị mới thấy một bạn trẻ có cái đầu dãy số nhanh như em vậy đó. Tiền trao rồi đó, lẹ lẹ nha. Sau này mà có ví dụ gì á, đừng có quên anh nha. Ngoài lý do gì mà phải chơi ma túy? Mày làm gì đây? Chị tốt với em á, thì em cũng phải nhớ tốt với chị nha. Mấy thằng ngu rồi toàn gặp may, mấy thằng hay toàn gặp nạn. Đợi tao, tao sẽ cho mày biết thứ quý giá nhất ở trên đời là gì. Mình sống không có tệ, mình sống đúng với số phận của mình thôi. Không phải lúc nào tiền cũng có thể mua được tất cả mọi thứ đâu con. Ba xin lỗi. Thì bây giờ mày được một ông vua nhận nuôi. Mày đang là một công chúa. Không biết là công chúa có thể bơm cho con chàng tinh này một chút máu được không? Chàng tinh mà hay cắn bậy, dễ bị chặt đầu lắm con.